you are here. But đáng lẽ đâu? Đáng lẽ là xin chào các bạn, đây có lẽ là một cái video cuối cùng mà bọn mình nói về cái chuyến đi Đài Loan. Cái video ngày hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà bọn mình rút ra được và cái cách mà bọn mình đã đi một chuyến du lịch Đài Loan khá là tiết kiệm, khá là thành công. Với mình nghĩ bao nhiêu nhỉ? Tao không biết mày biết bao nhiêu. Tao đi hết 7.5 triệu. 7 triệu rưỡi cho 6 ngày 5 đêm các bạn. Cả vé máy bay, ăn ở, đi lại, mua sắm. 6 ngày 5 đêm, 3 thành phố, hết 7 triệu rưỡi. Mình hơn một chút bởi vì là mình mất cái tiền visa. Thằng này nó không mất tiền visa bởi vì là nó từng đi Nhật rồi thì được miễn visa đi Đài Loan. Cái hay của visa Đài Loan đó là sau khi làm xong ấy, được cấp visa rồi ấy, trong vòng 10 năm tới các bạn sẽ không cần phải xin lại visa nữa mà chỉ cần làm visa online thôi. Mình là làm visa qua dịch vụ, không khuyên các bạn làm visa qua dịch vụ. Cái mà mình rút ra được ấy đó là cái mà dịch vụ người ta hỗ trợ mình ấy, là người ta hỗ trợ kiểm tra xem giấy tờ của mình đủ hay thiếu và thiếu những gì thì họ sẽ báo để mình bổ sung. Thứ hai là đó là họ đi nộp và đi lấy, đi nhận hộ mình và họ trả tận nhà thì cái khả năng đậu cao hơn. Không có cái dịch vụ nào đảm bảo cho bạn 100% đỗ cả, đặc biệt là dịch vụ mà đang chịu đã dùng. Và bây giờ xem tiếp. Để nói qua về cái chuyến đi này thì đây là chuyến đi mà lần đầu tiên bọn mình đi tự túc, tự lên kế hoạch, tự làm tất cả. Mày nhớ mình tiết kiệm đến mức mà mình bỏ cả cái bảo hiểm. Chắc chắn 100.000 tiền bảo hiểm ấy. Chắc chắn. Mua ở Vietjet thì nó có một cái option là nếu như bạn mua bảo hiểm du lịch, bảo hiểm an toàn bay à, thì chỉ cần mất 100.000 thôi. Và nếu mày bay có xảy ra sự cố hay là có rơi tiếc gì, rơi thì chắc là mình cũng không còn để hưởng đâu, nhưng mà gia đình sẽ được hưởng. Thì bọn mình tiết kiệm mình bỏ cái lựa chọn này đi, tiết kiệm 100.000 thôi được. Xong rồi bù lại là mình thanh toán qua visa thì mất 100.000. Có một cái kinh nghiệm rút ra khi mà để mà mua được vé máy bay giá rẻ ấy, bay đến ở Cao Hùng, bay về ở Đài Bắc. Nếu bạn bay đến Cao Hùng trước thì vé sẽ rẻ hơn rất là nhiều, thề luôn. Thử đi thì biết. Mày đang nói giống như người thằng mũi đen này. Thì cái thời điểm bọn mình đặt vé là cách đây 2 tuần, khá là sát. Thì lúc đấy là xem cái vé bay đến Đài Bắc nó đã là 3.5 triệu rồi. Trong khi đó thì với 3.5 triệu các bạn hoàn toàn có thể mua được vé khứ hồi bay đến Cao Hùng và về ở Đài Bắc. Khi đến Cao Hùng thì việc đầu tiên, không việc thứ hai, chúng ta sẽ phải mua cái thẻ iPass này. Ở Cao Hùng nó bán iPass, còn ở Đài Bắc thì nó bán EasyCard. Đây là một cái thẻ rất là hữu dụng khi để mà các bạn đi phương tiện công cộng như là đi MRT này, đi xe buýt. Mà đặc biệt một cái là nếu bạn dùng thẻ này đi xe buýt này, nếu đi các cái điểm dưới 1 cây thì sẽ hoàn toàn miễn phí. Một cái thẻ này có khoảng 100 tệ một thẻ nhỉ. Xong cứ nạp tiền vào dùng rồi. Đây máy 2. Đây, cái xe buýt này là mình đi miễn phí này. Bởi vì mình đi những cái trạm rất là ngắn. Đấy, thấy chưa? Chính mày nói câu đấy. Lần sau đi xe taxi đến đâu? À, đi xe buýt đến đâu nhưng phải bắt taxi. Bắt taxi về nhà. Lần sau sẽ phải thử đi taxi. Sao lại phải thử taxi vậy? Sao lại phải thử vậy? Sao từng thử taxi nhá, đắt lắm. Sao mà tìm ra lỗi chính tả phải chết. Các bạn bây giờ phải đến ở Backpacker Cao Hùng ấy. Có người chào mày kìa. Tao vẫy mà. Vẫy chào mày. Đấy. Tao vẫy mà. Có trông tao trông như là một khuôn bác hành lý vậy. Lúc mà mình cầm cái máy này, mình cầm cái máy trên tay này, đi quay đi xong rồi nói. Rất là nhiều người thỉnh thoảng ra hỏi thôi, are you YouTuber? Hơi ngại. Bạn phải YouTuber không? Ừ đúng rồi. Mình không dám trả lời. Maybe. Và mình đã thử đi cả cái hai loại tàu giữa các thành phố là tàu chậm và tàu nhanh, tức là tàu cũ và tàu mới. Trải nghiệm thôi. Giá thì nó không chênh nhau quá nhiều, nó chỉ chênh nhau khoảng mấy chục mấy đến tầm 100 tệ là cùng. Vậy là sau khi đã trải nghiệm đủ cả hai loại tàu di chuyển tới các thành phố, bọn mình thực sự khuyên các bạn nên đi HSG. Mọi người có thể thấy mặt mình hơi sưng một chút tại vì thực sự là trên tàu này ngủ rất là ngon. Cái điểm duy nhất mà mình đi tham quan được ở Đài Trung ấy, nó là một cái gọi là đầm lầy Cao Mỹ, Cao Mây. Đúng là một nơi đáng đi. Nếu đi cái chỗ đấy thì bạn nên book những cái tour nhỏ nhỏ ở trên Klook. Nếu bọn mình book ở trên đấy thì thực ra nó không đắt. Nó chỉ có mình book là khoảng 300.000 một đứa.
đi khá là xa đấy. Mình đã tìm hiểu rồi, đó là nếu như mà mình tự túc đi, kể cả rẻ nhất là đi xe buýt phải đổi xe chứ không có xe chạy thẳng. Còn taxi thì đến tầm 1 triệu cơ, 1 triệu mỗi đứa cơ. Thế mình nghĩ là bạn nên book thử, nên book qua những cái trang web về du lịch. Tuy mình book nhầm cái xe hướng dẫn viên tiếng Trung nhưng mà nói chung là cũng không có bất đồng với ngôn ngữ nhiều. Nhìn này, nhìn này. Nhìn thấy gió. Nhìn gió này, nhìn thấy anh đường này. Nó giống cái gì nhỉ? Mình sẽ cho thử các bạn nghe thử cái video gốc mà mình quay ở đây. Các bạn sẽ cảm nhận được gió nó mạnh đến mức nào. Đài Loan nổi tiếng với trà sữa nhưng mà bọn mình đi cái chuyến này uống được tầm 3 cốc trà sữa thôi. Khả năng quá kém. Nghĩ là mình ăn đồ uống được bởi vì nó có rất nhiều quán trà sữa ấy. Mà bọn mình thì đen, toàn cho những quán không ngon để uống thôi. Nó kiểu nó làm mình mất cảm giác muốn thèm uống ấy. Chân châu đường đen ngon đấy. Chân châu đường đen thì ở đâu cũng ngon. Đây chính là trà sữa đầu tiên. Một trong những lý do mà khiến cho cái chuyến đi của bọn mình rất là tiết kiệm ấy là bởi vì bọn mình không ăn nhà hàng. Không ăn nhà hàng mấy. Nên ăn những cái kiểu là vendor vỉa hè, hàng quán vỉa hè. Nghe nó rất là cheap thôi nhưng mà thực ra là nó rất là ngon, ăn rất là đặc sắc. Mà nên ăn ở chợ đêm, vô vàn món ăn để thử luôn, không thể hết được. Nhiều món. Bánh này ngon này. Có vậy đó. Ngập mồm. Bọc mồm này. Takoyaki à. Nên có những cái buổi đầu tư tiền để ăn nhà hàng xịn. Kiểu bọn mình ăn Din Tai Fung ấy. Nó nằm ở ngay cái chân tháp, tòa tháp 101. Nên là nhiều người sẽ nghĩ là nó rất là đắt. Thực ra bọn mình đi ăn thử thì nó cũng không quá đắt đâu. Cái bữa đấy mình hết khoảng 5-600. Hơn 500 thôi. Nói chung là về cách phục vụ rất là ok. Phục vụ rất là chuyên nghiệp. Mà ăn cảm giác nó đáng đồng tiền ấy. Nếu như bạn lo là không đủ tiền ăn ấy, sẽ luôn luôn có 7-Eleven hỗ trợ bạn với mức giá luôn luôn phải chăng nhất. Mà gần như đồ gì cũng có hết. Mà ăn cũng không phải là tệ đâu. Cái 6 ngày cuối này. Vớ vẩn thật. Bạn hay quần luôn trong đấy à? Ờ. Ăn hay luôn ngoài này nhá. Ôi, mẹ rồi. Mày quay thôi. Vớ vẩn. Không hiểu nghĩ gì là mày quay ở trong. Có mày quay thôi. Để tiết kiệm tiền ấy. Thì làm thế nào kinh doanh. Mình sang bên đây mình đã nhập được hơn 25 cân mặt nạ về. Để ra trong ngày cuối, trong 2 ngày cuối thì về đi gom hàng. Đi nhận đơn đặt hàng xong gom hàng xong mua xong gỡ được bao nhiêu tiền vé nhỉ? Được một cái vé không? Một cái vé máy bay đúng không? Đấy, thế coi như là gỡ được cái vé máy bay rồi. Đang ấy à? Đang quay đây. Vẫn đang quay à? Đang quay chứ. Nè. Thứ ba là ở dorm. Ở dorm và ở những cái dorm gần khu tàu, khu ga thì sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại. Ở dorm thì nó chỉ mất khoảng 300-400 một người một đêm thôi. Ở đây thì mình chưa nói sâu về cái việc mình đã đặt phòng như thế nào cho nó rẻ, thì mình sẽ bổ sung ngay bây giờ. Okay. Cái trang mà mình tìm và đặt phòng ấy có tên là Agoda, và link của các cái trang web mà bọn mình đã sử dụng để mà lên kế hoạch để mà chuẩn bị phục vụ cho chuyến đi ấy, thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Thì tại sao mình lại sử dụng trang Agoda? Bởi vì trong quá trình tìm kiếm và so sánh giữa các trang ấy, thì đúng, mình phải công nhận là cái trang Agoda là cái trang có mức giá luôn luôn là tốt nhất nếu mà so với những trang web đặt phòng online khác. Để trong trường hợp không sử dụng các cái code nhá, các cái code giảm giá,
bởi vì có thể là những cái trang web khác ấy, trong những ngày mà họ chạy chương trình ấy, thì họ có những cái code giảm giá thì sẽ cái giá phòng giảm sẽ sâu hơn. Sau khi đặt phòng ở trên Agoda ấy thì họ cho mình hai option, đó là thanh toán trước và hoặc là thanh toán sau khi sẽ sử dụng phòng. Lời khuyên mà mình dành cho các bạn ấy đó là thanh toán trước, bởi vì sao? Thứ nhất đó là các bạn sẽ không phải cầm thêm tiền mặt để trả tiền phòng nữa, và tin mình đi, cầm quá nhiều tiền mặt thì không phải là một ý kiến hay đâu. Thứ hai, ở trên Agoda ấy nó có một cái ưu đãi gọi là hoa hồng, tức là sau khi mà bạn sử dụng xong phòng ấy, sử dụng xong dịch vụ, sau khi thanh toán thì họ sẽ hồi cho bạn bao nhiêu phần trăm tổng số tiền mà bạn đã thanh toán ấy, nó gọi là tiền hoa hồng. Thì cái tiền hoa hồng này nó sẽ được hồi vào cái ví Agoda của bạn chứ không phải là hồi vào cái tài khoản ngân hàng, và số tiền trong ví Agoda của bạn ấy có thể sử dụng để thanh toán trong lần đặt phòng tiếp theo. Trong chuyến đi Đài Loan thì sau khi thanh toán tiền phòng ở Đài Bắc, mình đã được hoàn khoảng gần 300.000, thì mình sử dụng chính số tiền gần 300.000 đó trong ví Agoda mình đặt phòng ở Đài Trung. Ban đầu thì cái giá tiền phòng ở Đài Trung của mình ấy nó là 800.000, thì sau khi sử dụng cái tiền hoa hồng thì nó chỉ còn hơn 500.000 thôi. À, còn cái mình chưa đi là cái tắm suối nóng. Đấy là lý do mà mình sẽ đi lại Đài Loan. Vậy là bọn mình vừa check-in sớm, được check-in sớm và còn được free upgrade lên một phòng nghe nói là tiêu chuẩn cao hơn. View thành phố. Yeah. Ôi, view ngay sân ga luôn. View thẳng ra sân station.